Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế giới trong tầm tay. Và kỳ này thì chúng ta đang đi tới đất nước Ai Cập. Trong tuần 1 thì anh Thắng đang kể về một cái temple rất là nổi tiếng ở Ai Cập, mà anh Thắng nói là nếu như mà đi Ai Cập rồi, đi Kim tự tháp thì không thể bỏ qua những cái đền thờ này. Hồi nãy trong tuần 1 anh Thắng có nói là những cái đền thờ ở Thanh Ách rất là cao. Mà nếu mà theo cái tưởng tượng những gì mà anh Thắng kể thì anh nghĩ là thế làm sao là hồi xưa mà người ta có thể mà xây dựng được những cái đền như vậy mà nó cao đến mức độ vậy Thì dĩ nhiên thì trong một cái khoảng thời gian chúng ta rất là giới hạn này để nói về cách kiến trúc như thế nào đó. ha? Dĩ nhiên thì bây giờ đời ngày nay người ta đã các nhà khảo cổ đang nghiên cứu và biết đại khái là làm sao để những người Ai Cập cổ họ có thể bê một cái tảng đá khoảng 10 tấn, 20 tấn mà có thể một cái tảng đá dài 21 mét bỏ xuống từ một cái khu vực cách đó khoảng 200-300 cây số, bỏ xuống thuyền để đưa nhờ cái nước sông Ninh chạy đến khu vực Karnak, temple bây giờ đó, và người ta đưa những tảng đá lên và để dựng đứng ở trên đó. Dĩ nhiên là có cách cả, dĩ nhiên có cách người ta mới làm được cho đến bây giờ, đúng không? Thế tuy nhiên thì phải nói thêm như thế này, những cái gì mà vừa mới trình bày với Nhất Anh cũng như quý vị thính giả đó, là những cái thạch trụ cao lớn như vậy đó là một phần trong cái kiến trúc của Karnak Temple thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta đến, chúng ta cũng thưởng thức những cái obelisk. Obelisk Obelisk là những cái thạch trụ mà được cái đáy nó là hình vuông và là được làm nên cái đầu nhọn nó là hình giống như mỗi bên là hình tam giác đó, gì nhưng nó có bốn phía, thành ra cái bốn phía obelisk được dựng lên đó, cái hình tam giác này và kéo thẳng xuống. Ngay ở Washington DC chúng ta có cái obelisk monument đó, thì nhưng mà cái đó không phải là một thạch trụ phải không? Thế tuy nhiên thì quý vị có thể thấy những thạch trụ đến Paris, chúng ta đến quảng trường Concorde, chúng ta thấy một cái thạch trụ, cái đó là một trong những chị em sinh đôi của cái thạch trụ nằm ngay Lexo Temple. Người Pháp Napoleon đã đem cái thạch trụ bên cạnh đem về bên Paris và dựng ngay đó, dựng ở Concorde. Và chúng ta có thể đến đến Rome, đến Vatican, quảng trường của Thánh Phaolô, chúng ta thấy một cái thạch trụ đó, cái đó là cái lớn, một cái lớn, cái đó cao tới 25 mét. Và tưởng tượng nó là một một piece như vậy, một một mảnh lớn như vậy mà đã được đục khắc đẽo đục ra và đồng thời được chuyên chở đến trong Karnak Temple. Và trong cái Karnak Temple đó phần lớn là những cái obelisk được nằm trong đó. Như chúng ta có dịp nói là Karnak Temple nó được tiếp tục với một cái thời gian là khoảng 1.600 năm, 1.700 năm, thành ra qua các triều đại thì mỗi một triều đại đều có cố gắng làm những cái obelisk. Tại vì obelisk đối với cái người Ai Cập cổ đó, Nhất Anh có hiểu cái lý tại sao họ làm cái obelisk không? Có phải là tại vì giống như là tượng trưng cho một cái triều đại đó không, Minh Thanh? Không phải, nó không có triệu chứng. Cái người Ai Cập cổ ngày xưa đó họ thờ thần Amun Ra. Amun có là thần thái dương, rồi thần mặt trời, mà ngày xưa có một triều đại khác nó đổi qua thì thờ thần Ra. Ra cũng là thần mặt trời, thành ra có triều đại nó gọt cả hai thần gọi là Amun Ra. Amun Ra là vị thần mặt trời, mà khi cái kim tự tháp đối với họ đó thần mặt trời là tỏa sáng, đúng không? Thành ra cái đầu cái kim tự tháp cũng nằm trong nhọn, đúng không? Thành ra cái đỉnh của kim tự tháp đó lúc nào người ta cũng cho đó là cái nơi mà của chính cái điểm của thần của mặt trời sẽ tỏa sáng tất cả xuống dưới. Thành ra rất anh có thể thấy bốn phía đều giống như hình tam giác. Tam giác có nghĩa là gì? Tỏa sáng xuống, ánh sáng chạy xuống dưới. Thì đó là cái một cái biểu tượng cho người Ai Cập cổ và một cái tôn giáo của họ. Thành ra thờ thần mặt trời, thần Amun Ra. Sau đó thì các vị vua chúa đó thì đã dùng cái đó để chứng tỏ cái triều đại mình như thế nào. Tại vì mỗi một triều đại, mỗi một vương quốc trong cái thời điểm bao nhiêu lâu đó thì họ thay đổi cái tôn giáo của họ. Có lúc thì người này thờ thần Atun, có người Amun-Ra, có người Aten, thì các pharaoh đều có thay đổi hết, nhưng mà tự chung thì vẫn là thần mặt trời đó. Thành thử chúng ta thấy cái đó, cái obelisk là một cái biểu tượng cho cái tôn giáo Ai Cập cổ đó. Và sau nhất anh phải nhớ lại bây giờ cho đến bây giờ là 3.000 gần 4.000 năm rồi, thành thử nó khác lắm đó. Thành thử vào trong cái Karnak Temple bây giờ thì người ta cho rằng chỉ còn lại có một nửa thôi, còn một nửa là thế giới mượn hết rồi. Anh, Pháp, Ý đều mượn, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp mượn hết. Thành ra cái số lượng mà về obelisk ở ngay Karnak Temple chỉ còn một Một nửa. gần một nửa thôi, chưa kể những cái có cái rất là cao mà giờ bị gãy đôi nó còn nằm trong đó. Dưới một triều đại của một vị nữ hoàng pharaoh tức là Hatshepsut, thì bà đã là một người nữ hoàng duy nhất trong cái gọi là pharaoh của Ai Cập cổ, bà cũng xây hai cái obelisk ở đó, nhưng mà gãy một cái, còn một cái đang vẫn dựng đứng ở ngay ở
Karnak Temple. Yeah. Thành thử bây giờ chúng ta đến Karnak Temple thì chúng ta sẽ thưởng thức được kiến trúc về tượng, về thạch trụ, về những cái đại sảnh đó. Ngày xưa là những cái đại sảnh được để làm, để làm những cái nơi gặp gỡ của các vị thần, của các người theo cái tôn giáo của họ. Và bây giờ chúng ta thấy những cái vĩ đại đó không tưởng tượng được trong cách đây khoảng 3.500 năm, 4.000 năm người ta xây dựng được. Cái đó là cái mà làm cho người du khách rất là háo hức đi xem. Và đồng thời mình xem được những cái triều đại khác còn sót lại trong ngắn hạn, như chúng ta vào trong đó chúng ta xem được những cái kiến trúc của các vị pharaoh nổi tiếng như Ramses đệ nhị, những cái kiến trúc của một vị trước cái thời Ramses đệ nhị đó là Tutankhamun đó, mà chúng ta hay nói là King Tut đó. Bây giờ nghe nói là đó là một cái viện bảo tàng rất là nổi tiếng ở Ai Cập. Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy được một cái đặc biệt khác là ngay cái chiếc cửa của cái bên Karnak Temple, một con đường nhân sư, một con đường nhân sư kéo dài tới gần 3 cây số, tức là 2.7 cây số. Nó kéo dài đến một cái đền khác, mà cái đền mà Nhất Anh vừa nói lúc đầu đó, nó nối liền với cái đền Luxor Temple. Karnak Temple là cái đền nằm phía bắc, Luxor Temple là nằm phía nam. Và mỗi một năm thì cái đền thờ ở Karnak họ đều làm cái lễ nước lên, nước lớn. Ở đó thì các vị pha, các vị gọi là hoàng đế đã đến thờ cúng ở cái Karnak Temple, và sau đó họ đi thuyền về phía nam để nối liền với cái thuyền với cái Luxor. Tức là họ một cái là phía bắc, một cái là phía nam, đúng không? Phía bắc đi xưa đi thăm, tức là họ cho là hai cái đền đó là giống như một tình nghĩa vợ chồng đó, hoặc là một cái liên hệ đến một cái đời sống tâm linh của nó. Thành ra khi mà nhà vua làm lễ ở Karnak Temple sẽ rước đi tới Luxor Temple. Và sau khi chấm dứt cái buổi lễ thì họ sẽ dùng thuyền để đi trở lại Karnak Temple qua con sông Nin. Thành thử đó là một cái câu chuyện rất là về cái lịch sử cũng như là về cái văn hóa thời hiện Ai Cập cổ. Thế tuy nhiên một cái nữa, cái điểm mà đặc biệt của bây giờ chúng ta đến nơi đó là chính phủ Ai Cập đang bỏ tiền ra trùng tu lại cái con đường nhân sư đó, dài 2.7 cây số, và những cái nhà cửa bên trên đều phải di dời hết để làm con đường đó, để làm lại giống như ngày xưa, để chúng ta thấy là cái ngày xưa và ngày nay nó giống như nhau. Tức là trong tương lai nếu mà Nhất Anh đi Ai Cập, Nhất Anh có thể đi 2 năm 3 năm nữa, Nhất Anh sẽ được thưởng thức cái nối liền giữa Karnak Temple với Luxor Temple. Thì đó là một cái rất là thích thú cho những chuyến đi này gặp trong tương lai. Hy vọng là trong vòng 2-3 năm nữa thì Nhan sẽ có dịp đi tới đó và sẽ được đi tới cái con đường nhân sư trước khi mà nó chuẩn bị hình thành cái đó. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và thực sự thì trong vòng 15 phút thì không thể nào mà nói hết được. Đúng hết rồi. Nhưng mà hy vọng là những cái thông tin mà anh Thắng vừa gửi đến cho Nhất Anh cũng như khán giả sẽ giúp cho khán giả có những cái thông tin nhiều hơn. Và khi mà có dịp mình tới Ai Cập, mình đi thăm tử tháp và mình cũng phải đi thăm mấy cái temple nữa. Đúng rồi. Cảm ơn Nhất Anh. Yeah.